Xin chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video mới này. Thưa quý vị và các bạn, có một bạn hỏi về cách móc cái quạt trần lên cái trần thả thật cao như thế này. Thưa quý vị và các bạn, cách làm cũng khá đơn giản. Tùy theo cách mà chúng ta xác định cây quạt sẽ gắn ở nơi đâu thì chúng ta sẽ móc cái sắt lên chỗ đó. Trong cái phần mà móc cây sắt lên trần để treo cây quạt trần, nếu móc được vào cái đà ngang của trần mái tôn thì khá thuận lợi. Ở đây thì cái quạt mình gắn lại không có ngay cái đà ngang của cái trần nhà. Đây các bạn có thể thấy là cây đà ngang khá dài, tại ở đây cái không gian nó khá rộng, bề ngang khoảng 10 m và bề dài từ khoảng 12 đến 15 m. Do cái quạt mình gắn thì nó không có nằm ngay đà ngang và nó nằm giữa khoảng hai cây đà ngang như vậy, do đó mình sẽ dùng một cây sắt vuông như thế này để mình gác qua hai bên cái thanh đà ngang. Phần phía thanh đà ngang bên này mình sẽ cố định cái đầu phía này để nó không dịch chuyển. Còn cái đầu bên này do là nó khá cao so với cái vị trí đứng của mình, cho nên là mình phải buộc nó lại bằng một cái cọng sắt treo trần thạch cao để cố định nó. Phần giữa thanh đà ngang này thì mình sẽ móc một cây sắt 8. Quý vị và các bạn có thể dùng sắt 6 là được, nhưng mà sắt 8 với sắt 10 thì nó khá cứng. Khi chúng ta uốn cái móc thì nó rất là khó và cực công rất là nhiều. Ở đây thì mình sử dụng cái móc này là bằng sắt 8. Mình bẻ cong vừa khích với cái thân của thanh sắt vuông này. Do nó vừa khích cho nên là nó không có rung lắc khi mà quạt quay. Còn phần ở dưới thì mình cố định thêm là hai cái thanh mỏng của đóng trần thạch cao để mình cố định cái phần mà xoay chuyển nó không có chịu lực. Chủ yếu là hai thanh này nó cố định cái thanh móc sắt này. Bên trong la phong này quý vị và các bạn có thấy là mình làm cây sắt 8 này khá chắc chắn. Nhìn nó có vẻ là sơ sài nhưng thật ra là nó rất chắc. Thưa quý vị, tùy theo cái không gian thực tế như thế nào thì quý vị và các bạn có thể mà gia cường, gia cố theo cái điều kiện của mình. Nhưng mà cơ bản thì nó giống như trong cái video này mình đã làm như vậy. Với lại cái quạt trần thì đa phần thì nó không có nặng lắm. Chủ yếu là mình chỉ sợ nó rung lắc khi nó hoạt động, khi nó quay mà thôi. Nhưng mà đa phần các quạt trần mới bây giờ thì khi mà nó hoạt động, nó quay thì khá là đều và đầm. Nó không có rung lắc như các loại quạt trần ba cánh cũ ngày xưa. Nếu mà chúng ta bắt không đúng hoặc nó lệch một tí thì nó ra rung lắc rất là dữ. Nhưng ở đây quý vị và các bạn có thể thấy là quạt nó chạy rất mạnh nhưng nó không rung lắc lắm. Và phần liên kết ở trên thì nó cũng không phải là nó cố định một cách chắc chắn. Chủ yếu là cái cây sắt mà chúng ta gắn ở trên trần để xuống không bị rơi ra khi mà quạt hoạt động. Và thưa quý vị và các bạn, đây là cái quạt mà thứ nhất mình đã gắn trên cái trần này với một cái thanh sắt vuông gác ngang giữa hai thanh đà của trần nhà. Và cái bên đây thêm một cây quạt trần nữa mà mình đã gắn trên cái trần thả thạch cao này. Cái vị trí gắn ở đây thì là nó ngay đà ngang của cái trần nhà này luôn, cho nên là mình không cần phải gác thêm một cái thanh sắt ngang nữa, mà mình dùng sắt tròn này. Sắt tròn này là sắt 6 thưa quý vị. Cái quạt đầu thì mình gắn bằng sắt 8, nó khá cứng và uốn cong cái móc rất là khó. Ở đây thì mình gắn là cây sắt 6 cho nên là uốn khá nhẹ và dễ uốn, nhưng mà nó chịu được cái lực quạt rất là lớn thưa quý vị. Vì nên gắn sắt 6 là tốt nhất, chứ không nên dùng tới sắt 8 hay sắt 10. Nó khó thi công lắm thưa quý vị. Dùng sắt 6 là được rồi.
Ở đây thì mình móc thẳng vào trong cái thanh ngang của trần nhà này luôn. Tùy theo cái độ cao của trần nhà và cái trần la phong thì mình sẽ uốn cái móc gần bên trên này, cũng như là mình muốn gắn cái quạt mình nó cao hay là thấp xuống theo cái ti quạt á, thì ở đây là cái ti quạt mình đưa lên khá cao, cho nên là mình bẻ cái móc nó cũng cao hơn một tí, và cái quạt trần này cũng cũng gần như là sát trần, cách trần khoảng 20-30 phân. Cách làm này thì khá đơn giản, cũng dễ làm. Quý vị và các bạn có thể là làm được cho trần nhà mình, trần xưởng, văn phòng hay là cửa hàng, để mà treo cái quạt trần tạo cái không gian mát, điều hòa không khí cho cái không gian của mình. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa xem sơ lược qua cách mà gắn quạt trần này lên trên cái trần thả thạch cao. Với cách treo móc như vậy thì đảm bảo quý vị và các bạn là khá an toàn và sẽ không sợ phải rơi rớt cái quạt. Và chúng ta có thấy là cái quạt chạy nó không có rung lắc nhiều, cho nên nó có không tạo nên cái sự mà rơi quạt trong quá trình sử dụng. Đa phần những cái quạt sản xuất hiện nay đều có một cái độ chính xác khá cao về sự cân bằng của quạt khi quạt hoạt động. Do đó là cái mức độ an toàn cũng rất là cao, thưa quý vị và các bạn. Mong rằng qua cái video này cũng giải đáp một số thắc mắc mà một bạn nào đó đã hỏi về cách treo cái quạt trần lên trên cái trần thả thạch cao. Sẽ giúp ích cho các bạn khi các bạn muốn gắn một cái quạt trần để làm mát và điều hòa không khí cho không gian sinh hoạt của mình trong các cửa hàng, kho, nhà xưởng hay văn phòng hoặc là nhà ở của mình. Quý vị và các bạn có thể góp ý thêm cho những cách mắc khác và tiện lợi hơn. Còn với cách mắc đơn giản này của mình thì mong rằng là sẽ giúp các bạn thi công một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại video khác.